Chào các bạn nha. Trước mặt bạn đó là cầu Gạch Miễu bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ qua tiếp tục bờ kè Mỹ Tho để câu giải chung cho anh em cần thủ bên đây của Lữ Minh Nhật cần thủ miền Tây tổ chức nữa. Năm rồi mình cũng đi lận mà. Mình không có lên cá nó cho năm nay quyết tâm phục thù. Thì năm nay có sự là quy mô hơn năm rồi nhiều các bạn. Thì phía sau lưng mình là công tác chuẩn bị để mình quay cho bạn coi cái không khí chuẩn bị trước trận đấu. Chào cả nhà. Ồ khoai nãy ủi nhóm gà cái là hết mưa rồi, xàm này chứ. Thấy đèn kịnh lâm gầm cái. Lâm gầm ghé đục cái giờ hồi tạnh mưa chạy qua chừng trăm thước à. Tạnh queo. Hết cá mới chịu về đó. Bào trong hết cá luôn trong ngủ hoài. Đang soạn đồ á gì kìa. Nó đừng bào bà không dính khóa được chọc cho ông hết câu luôn. Gì? Thì chụp cái gì vậy? Chưa nhỏ lắm. Thiếu nước. Chín chín hả? 68. Gặp chiều 69 là vô luôn. Bạn lấy miếng kia bên được rồi. Vô rất chín là vô kẻ luôn. Cháu chính là về tôm đâu khai vợ rồi. Đây mấy tiếng? 2 tiếng mấy à? Nếu không mưa 2 tiếng, nó canh đồng hồ rồi. Cũng như 2 tiếng. 120 cây. 120 cây. Đây còn có 80 rồi. Ta chạy cũng lẹ lẹ. Lâu lâu ra dạng miễn cà phê gần xíu quá. Bữa nhà ngồi nè về với anh mày nghe nữa đi ngủ bị mặn á ngã chạy gì á chạy thử ngủ ngày về á gần 100 Đây số tôi như 89 ông ơi, chứ không phải 68. Đúng không? Nào đó. Đâu có gạch đất đâu. Chấm lại. Này đâu gạch đất đâu, đàng hoàng. Chắc là vòng đó ở vòng có gần không đi đâu chứ xa. Đi rồi. xong rồi dạ hả? Không có dọn rồi muối ớt chà đá rồi mới vô chia tiền rồi ha đồ đại gia có khác. Cái này chơi 5 số luôn, cây tên số này lấy cái tem lai rồi một số kìa chữ số dễ ăn á. Lấy tiền phải vui lên chứ bộ làm tiền mà mặt ờ dính mặt kìa thiếu nhiều quá mà tạm hết. Rồi vô đi vô ngồi có tiền bạc cầu Gạch Miễu bạn. Gạch Miễu sẽ cầu đường về Bến Tre gần hơn đó. Ông Khoa Đen làm gì ông trốn vậy ông Khoa Đen? Cái gì tiền nữa vậy Tâm? Tiền nữa hả? Gặp mặt là móc tiền với cha. Ông Tâm quyền thoại bạn. Ông chú của Khoa Đen này làm gì trốn mất tiêu luôn. Khoa Đen biệt danh mới là Khoa Châu Phi. Đó có áo đỏ đỏ là kênh Quốc Bảo Săn Bắt bạn. Cũng câu lương các kiểu. Đây, không khí giấc này là năm nay là hội tụ dữ luôn á. Đây dài lắm mi đang đăng để mình hồi lạng là đăng cho bạn coi. Quá trời. Này chơi lớn là năm nay là chơi lớn sắm cần mới luôn.
Nay đi sáng đi không đem cần qua đây là sắm cần mới chơi luôn à. Nay sẵn test cần mới luôn nghe ông Khoa. Không lên cá là không tới số đó. Còn có 2 cây dâu hết luôn á. Không lên cá không trả tiền. Ờ bao cám nữa. Hai cây cần với lại 1 kg cám. Nay không lên cá là không trả tiền đó. Không mình mua gì chắc cứu rồi có chủ đi đeo không lên cá mình không trả tiền. Cá là bắt đền luôn. Ừ. Mà tinh thần là đền chắc rồi đó. Đây sẽ lan dầm cho bạn coi không khí chuẩn bị. Năm nay là nghe đồn mà tới 200 mấy cần thủ luôn mà có thể hơn. Dữ lắm. Chắc này thì các bạn thấy chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nè. Có ra cần trước để chơi luôn. Wow, gì mới đông vui các bạn. Cái này là hoàn toàn miễn phí các bạn. Chỉ anh em là đăng ký à. Câu chơi vui có quà. Vô trong luôn. Chơi lớn luôn. Đừng gướng câu nữa nha, bị chửi chết à. Tài xế này kỳ quá. Dài lắm bạn, xa tuốt lắm luôn á. À. Đây gặp người quen nhóc đó bạn. Tiếp trời trái đi. Đã quay hết như một sâu luôn. Để hết luôn hả? Đó luôn. Cuối con đường luôn. Ủa sao không chạy ra ngoài để trong. Mình chạy trong đi. Chạy đi mình chơi lớn mà. Chạy cả sông ra. À. Giấc này thì cần kéo mồ màng là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi bạn ơi. Ô Bảo. Hello. Dạ, quay xuống. Tới luôn. Hả? Sáng 8 đầu chảnh lặng. Ủa kế đây nè. Xích đây. Kế bên, kế bên. Rồi có cá nhớ chia nha. Tới luôn đi. Hết đường luôn. Tới đằng cái bà kè đẳng nè hết rồi. Quá trời. Gì mới đông vui. Xôm tụ. À, chào anh. Quá trời, quá đất. Giấc này chưa bạn, chuẩn bị hòn đông nữa. Rồi mình chọi ra câu chiếc xà lan vô nặng lắm em. À. À, cá mấy chục tấn luôn, lụm giải luôn. Tới đây đi, tới đây đi, người ta tránh vô chứ gì. À, chào anh. Sáng 8 đầu trên à. Tới luôn bắt tay ơi. Mỗi tay chết. Thế vậy cầm biên độ mỗi tay. Cho chị dứt chân câu nha. Đủ tỉnh hết. Lọt không? Lọt là tới lấy lụa mà sợ gì chơi luôn. À, không có rớt xong đâu đừng sợ. Chắc cứu là không có chạy rớt xong được. Tới đây hết rồi. Tại đông mà. Thì năm rồi cũng tới đây á. Dạ. Dạ, qua gán qua bào với anh em cho vui. Dạ. Dạ. Hy vọng là chuyến này sướng á. Tới đây là hết rồi mà. Xuống số 200 mấy á. Tới đây nè. Tới cái chòi này nè. Quá trời đông. Tạm thời tới đây mà cũng có thể ngồi phát sinh thêm. À, chọn qua luôn một quàng đó hả? Dạ, không gài lâu lâu á vô đó chiến đây gần nhà. Dạ. Nay đổi gió. Đồng Tháp mới về. Mới về hôm.
À. Hôm nay bờ kè Mỹ Tho là nhộn nhịp các bạn. Điểm câu lý tưởng luôn, điểm câu là bình thường cần thủ câu dưới lóng mà cậu xích mày vậy. Chạy ngược chiều, chạy xích bên kia đi. Đừng chạy bên đây. Ngược chiều mà. Chạy bên kia đi chưa, còn lúc đắng lắm. Chỗ này đêm thường cài chiều cần thủ hay câu các bạn. Điểm câu quá đẹp, hôm gà cũng lên cá khủng quá à. Có người lên ba sa con 5kg luôn á. Phía chân cầu gạch miễu. Quá đã luôn, điểm này là mở giải là trúng bài luôn. Quá à. Giờ mình chạy lên số mình là chuẩn bị ra cần chiến đấu với anh em rồi cho vui các bạn ơi. Năm nay ráng kiếm con cá thì năm rồi không câu dính tròn, mắt người muốn chết. Chưa đâu, còn trước cả nữa. À, bữa nay các bạn thấy không, hoa đen là tài trợ cho chương trình câu kéo luôn, báo cám hai cái cần nè, nay mà test cần mới luôn, không lên cá là không trả tiền cho hoa đen luôn, xù luôn, có ổng đây mà sợ gì. Đó, nay ra cần mới luôn, quá trời, hộ gia đình này cám này, bữa nay cá no luôn. No luôn, no luôn, bánh mì vừa cám vừa dế, có trùng không, có cá con nữa hay gì. Có trùng luôn chứ dễ gì nó, quá trời. Tổng hợp mà. Nay là cá no luôn rồi đó. Đi câu đem có gần 60 kg cám. Còn trên xe nữa hả? Quá sức chân này rồi, bào ra hả, bào dai bào lợi. Chắc này chuẩn bị công tác khai cân. Dạ sướng, mà chắc này chưa sướng. Chưa sướng, nào dính cá mới sướng. Chuẩn bị công tác khai cân các bạn ơi. Cục bồi sáng giá nhất cho cái ứng cử viên hôm nay nè bạn ơi. Một chùm nho 4, rồi chùm này là chùm gì? Từ từ. Nho trên là nho Việt Nam quá. Nho dưới nho Mỹ. Đây tiếp tục nho. Dưới đó là nho luôn, nho trùng. Quá. Wow. Hấp cẩm nha, mọi muốn ăn thứ gì? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, nho 18. Quá trời thẻo mà. Chơi gì là ngon. Thập cẩm xà bần. Đó là mở nguyên tiệc buffet cho cá luôn rồi đó. Chắc này chuẩn bị chiến đấu rồi đó. Quá trời. Cần nhịp khí thế luôn. Này bao ni lông đầy dưới đây luôn chứ không đâu chân. Đây, cận mình đây. Đó. Con dế, ủa con gích. Sáng bước ra cửa nó chạy chặn đầu mình lụm nó qua đây luôn. Xuống cần á. Đó xuống cần rồi đó. Mình cũng xuống cần với ta coi. Xuống cần kìa. Xuống cần kìa. Nho, bơm, lăng xê, lưỡi đơn, lưỡi đôi, lưỡi chùm 10, chùm 10 mấy đủ kiểu luôn. Ôi ôi trời. Quá. Wow. Để mình cũng chọi cái coi. Sao lên sao đây nha. Đó, anh em muốn lấy về chưa luôn nè. Cho tay mấy rồi, 2, 4, 6, 7 dây không? Cho 7 dây nước đi. Rồi, dắt này là hồi hộp chờ đợi ghi đầu cân. Dắt này ghi đầu cân cái là hấp dẫn liền đó. Rồi, ai lên cá đầu tiên. Từ đây tới cái dồi đẳng luôn á. Quá dữ. Phía đầu dưới có người lên cá rồi. Ôi. Chạy ốm luôn thiệt á. Cái gì ta? Lên chưa? Nãy giờ đầu dưới có cá đầu trên đây nín thinh à. Còn đâu không tới 100g đâu. Ê cái 1000 đô. Giàu to luôn rồi. 1000 đô. Bán ai mua không? Bán đi. Cái 1000 đô đó con nó giàu to luôn rồi đó. Nước ngọt kêu giùm lương.
Lên cá cái chạy cỡ đó là mừng hơn má đi chợ gì nữa. Ok kệ kệ, hình như không có rồi. Cá nhỏ giờ. Lên cá mừng má đi chợ về được cái okay. Quá dữ. Không không không, đi đi, biến quá. Gỡ đắng kìa. Chắc cá trê. Lên cá, lên cá luôn. Nó dảnh. Lên cá cái vui ghê không. Cá lụm rồi, cá nó hơn 100 gram rồi. Cá lên nha. Trời ơi, trời ơi, cá nó dữ lắm. Quá trời, con cá dảnh rồi. Con đó 300 gram luôn rồi. Quá đừng có bóp quá, nó xịt, đừng bóp nó xịt trứng mất ký. 320 gram, 328 gram, 21 gram. Ồ vậy cũng xem xém mấy gram. 321 gram, món 320 trên lệch có 1 gram mà được 0.1 gram chứ. Cá chê nữa, cá bè dưới rồi. Khoa giờ đổi nghề đi câu chậm mà. Chậm cá quá bự mà. Cá cả đó là Hugo à. Rồi. Rồi xảy rồi. Còn gì đây? Xảy xảy. Con cá không muốn lên hình. Đằng đó vô lên cá quá lớn luôn, nguyên nhánh trà. Ghê thiệt chứ. Đó, tình hình này vui nè. Phía bờ sông mưa trắng xóa nè. Mưa mới vui như năm rồi. Không mà mưa cũng mây bên đó, bên đây còn đang nắng mà. Có cái nhà sẵn luôn. Đó, gì mới đã nè. Tóp chùm áo mưa, tóp che dù, cần thì bỏ lăn lóc đó, tóp này chạy vào phía bên kia trốn. Quá wow. Bển cho cá bên này giật giật là chạy qua liền. Mưa tầm tã. Nó lên cá. Cá lóc luôn, ghê thiệt. Ôi dính cá lóc luôn. Quá dữ. Mưa xong trời trong xanh. Kéo cá lia lịa hết trơn rồi. Ôi ôi dữ lắm, dữ rồi. Cá ăn một lượt luôn à. Rồi kết thúc chương trình luôn bạn ơi. Tiếp tục lần hai qua đây không lên cá. Không có một con cá luôn, không có ăn luôn. 200 mấy cái cần câu lên có mấy con cá à. Ừ, kéo rồi, nại rồi. Nại rồi. Đổi đầu anh vậy. Bên đó đang mưa. Bên đó mưa mình nên nắng mình có cầu vồng. Thôi dắt này chắc rút quân luôn bạn ơi. Vì rút quân kiếm chỗ đi ăn, mai chiến tiếp, mai tiếp tục quánh đây nữa, đi câu bè mà.
Rồi giờ này là giây phút trao giải. Có cúp cái bộ à, cờ cám các kiểu. Số 40. Đây đây đây. Nè, số 49. Nè. Số 49 đâu? Để tôi đem ra đây. Số 78 là anh Nam đây nhất. Vô. Đồng lắm xuống đi nha, nhìn lại rồi. Rồi. 500 anh em đồ nhậu rồi chứ. Số 1 chứ đồ. Số 41. Số 40. 40. Anh Huy. Anh con cá ai? Ông chú hả? Ông chú bơi chú nha. 19 phút. Vỗ tay. Ô, ông chú quyền lực dữ ha. Mặt sao ngáo ghê vậy? Mặt vui lên coi. Một chín một đang cố cự. Rồi anh Thảo nó 270 g lên cá lúc 3 giờ. Ok. Rồi, đây cũng kết thúc đây bạn ơi, kết thúc chương trình đây đi. Rồi chiều nay đi ăn uống rồi mời tiếp tục chiến đấu nữa. Rồi. Trao giải vẫn còn, trao cám các kiểu. Ôi, đây em chào bạn nha. Chúc tất cả các bạn xem clip vui nha. Này chắc phải hẹn là lần 3 mới lên con cá không nè.